lại nằm đó con? Hả? Đóng nấu cửa tủ lại cho mẹ nào, sao lại chui quá nó nằm? Đóng nằm. Ờ, sao con này nằm luôn đấy? Rồi mẹ hỏi. Sao thế? Sao? Sao nó nằm trong phòng mà vô đó nằm vậy con? Hả? Để mẹ lau nhà xong rồi mẹ lấy dưa hấu ăn nhé. Nha. Đây này, dưa hấu đây nè. Đây. Đấy. Rồi để cho mẹ lau xong rồi mẹ lấy dưa hấu ăn nha. Đây. Rớt ra ngoài rồi con, nhiều nhỏ thế. Nhà mẹ mới lau xong mà. Tí nữa là phải lau nhà cho mẹ lại nha.